Thưa quý vị, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh là một trong những phong trào lớn của mặt trận phát động rộng rãi trong toàn hệ thống và được mặt trận các cấp tích cực hưởng ứng thực hiện. Cuộc vận động này đã và đang phát huy hiệu quả, lan tỏa rộng khắp, điển hình ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Đi dọc tuyến đường đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái của xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, người dân rất hài lòng phấn khởi bởi không chỉ đường rộng thông thoáng cho xe bốn bánh lưu thông, lắp đặt đèn chiếu sáng cột cờ, mà hai bên đường còn trồng các loại hoa kiểng đẹp mắt. Đây là kết quả của mô hình nâng cấp tuyến đường sáng xanh sạch đẹp liên ấp Nhân Thọ 2, Nhân Phú và Nhân Bình ở xã Nhân Ái, huyện Phong Điền. Cùng với các ban ngành đoàn thể, chi bộ các ấp vận động nhân dân trên tuyến này tham gia mô hình tạo sức lan tỏa trong phong trào và nâng cao ý thức bảo quản, chăm sóc 3.200 cây xanh qua ven đường, vệ sinh phát quang nhằm bảo vệ, gìn giữ tuyến đường sáng xanh sạch đẹp dài 6.000 mét này. Tuyến đường hoàn thành với 920 ngày công, tổng trị giá 310 triệu đồng. Trước đây ấp của tôi thì là một cái ấp nó rất lầy lội, mà hôm nay mình được cái con lộ tuyến đê để trước là chống lũ. Rồi sau nữa là con đê bốn bánh nó về tới nông thôn, thuận tiện cho cái việc đi lại hàng hóa, nhất là những người đau yếu về tối thì cũng kịp thời đi tới viện để hồi phục sức khỏe. Đây là một cái hạnh phúc lớn của nhân dân ấp chúng tôi, và đồng thời tôi cảm thấy nếu mà đến đường đẹp, có ánh sáng, có cảnh mỹ quan thì chúng tôi rất là hâm mộ, và đồng thời chúng tôi cũng hợp tác với chính quyền, nhất là mặt trận hỗ trợ chúng tôi để giữ gìn cái nông thôn mới, giữ gìn tất cả cái mỹ quan hiện có hiện giờ. Bà con tôi rất cảm ơn cái vấn đề, cái sự quan tâm của mặt trận, và trong đó có chi bộ ấp, rồi có đoàn thể ấp. Tuyến đường đã tạo sự đồng thuận và nhiệt tình tham gia ủng hộ của nhân dân, và đây cũng là mô hình nâng chất tuyến cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, góp phần nâng chất xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023. Là một trong những mô hình hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2022 của hệ thống mặt trận, để đạt kết quả nổi bật trên là do sự công khai, bàn bạc và phối hợp phát động rộng trong toàn thể cán bộ hội viên đến ý thức của người dân. Đây là mô hình với tên gọi không mới nhưng cách làm mới, vì có sự liên kết, gắn kết giữa các ấp trong xã. Trong năm 2022 thì mặt trận xã cũng đã làm tham mưu cho đảng ủy, phối hợp với ủy ban dân cùng các ban ngành đoàn thể của xã thì thực hiện cái mô hình là nâng chất tuyến cảnh quan sáng xanh sạch đẹp trên tuyến đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái là dài 6 km. Trong đó thì mặt trận phối hợp với các cái hội đoàn thể, cụ thể là phối hợp với hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên, cũng như là người chi bộ của ba ấp trên cái tuyến đê bao. Thì qua đó thì sau khi mình triển khai kế hoạch rồi tổ chức họp dân thì đã được người dân rất là đồng tình, và các cái đoàn thể thì cũng phối hợp thực hiện. Thì qua đó thì hàng tuần, hàng tháng thì mặt trận, các đoàn thể thì sẽ tổ chức là ra quân để chúng ta giảm giá, trồng và chăm sóc hoa kiểng. Còn vận động người dân là hàng ngày, thì các cái hộ dân trên tuyến thì người ta có thể là chăm sóc hàng ngày như là nhổ cỏ hoặc là tưới nước. Đây được xem là mô hình rất phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương và đáp ứng nhu cầu của người dân, nên được người dân nơi đây ủng hộ tích cực và nhân rộng sang các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền, góp phần đưa phong trào này ngày càng mạnh. Điển hình như mô hình về cảnh quan môi trường ở ấp Nhân Lộc 2A, thị trấn Phong Điền. Đây là một trong số 13 mô hình dân vận khéo trong năm nay của thị trấn, với tên gọi mô hình xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp với chiều dài 400 mét. Từ cơ sở đó, thị trấn còn kết hợp mô hình vận động nhân dân thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Với sự hợp lực, tinh thần trách nhiệm của ban nhân dân ấp, mặt trận và các đoàn thể nơi này đã phân công giao việc cụ thể với mỗi hội đoàn thể. Vận động hội viên người cao tuổi cũng từ 60 trở lên là người cao tuổi vận động tham gia gom rác đúng theo quy định, với lại trồng hoa kiểng trước nhà cho đẹp, rồi nếu mà có cỏ rác thì cũng vận động các hội viên làm cỏ xanh cho đẹp ra đường phố. Chi bộ đề ra các cái phong trào như vậy thì các chi hội cũng tham gia tích cực, rồi động viên các cái hội viên của người cao tuổi
để tham gia phong trào làm cho đường xá xanh sạch đẹp, rồi gom rác đúng theo quy định của địa phương đề ra. Cùng với nhân dân ấp Nhân Lộc 2, hộ bà Nguyễn Thị Nga còn tận dụng đất trống hai bên đường trồng rau xanh qua kiển và thường xuyên chăm sóc quét dọn, vừa tô thêm màu xanh, vừa có rau sạch cho gia đình và bà con lối xóm. Cách làm của hộ bà Nga tưởng như đơn giản, nhỏ bé, nhưng đã tạo sức lan tỏa đến các hộ dân lân cận. Vì sáng ngày ở không thì ra quét đường, rồi trồng rau, rồi nhổ cỏ, này kia vậy thôi. Trồng cho nó đẹp cảnh với kệ mình thành phố ở đất mà, cho nó đẹp này kia, hai bên đường cho nó đẹp, thoải mái vậy, cho người ta đi, thấy người ta cũng mát mẻ hơn. Khi mà được làm cái tuyến lộ này 3m5 đó, thì người dân ở cái khu này là người ta cũng ao ước là để có một cái công trình để mà thu gom rác để cho nó có vệ sinh môi trường đó. Thì đằng này tôi mới kết hợp với mặt trận thị trấn và trưởng ấp với ban ngành đoàn thể là mời dân lại để họp dân, như là chia ra nhiều tuyến để mình họp. Hợp dân là đưa ra về cái mô hình thu gom rác này thì người dân đồng tình là thống nhất cao 100%. Và từ đó là sẽ đăng ký về mặt trận thị trấn, rồi mặt trận thị trấn mới đăng ký lên trên cái công ty thu gom rác, rồi hàng ngày, cách một ngày thì nó sẽ thu gom một lần. Mình cũng vận động người dân là để làm cho cái cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp thì người dân người ta là trồng qua kiển hai bên lề, rồi rác thì nhà nào người ta tự vệ sinh, người ta tự quét, trang trí để cho nó đẹp vậy đó. Các công trình mô hình đăng ký thực hiện từng năm như thế này đã đánh dấu sự thành công và cho thấy cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2022 này của thị trấn Phong Điền nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung phù hợp với lòng dân, phong trào trở nên quen thuộc, gần gũi với thực tế đời sống và đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Qua một năm gì đó thì chúng tôi đã đánh giá có 22 mô hình trên 23 mô hình đã đạt. Trên các lĩnh vực thì nổi bật nhất đó là cái mô hình xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp. Kết quả được như ngày hôm nay đó thì chúng tôi cũng phối hợp thứ nhất là chính quyền địa phương và vận động nhân dân ở trên địa bàn từng ấp tham gia thực hiện. Thì để nhân rộng cái kết quả đạt được như hôm nay đó thì chúng tôi tới đây chúng tôi sẽ nhân rộng ra các ấp trên địa bàn các xã thị trấn của huyện Phong Điền. Phát động và hưởng ứng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2022, đến nay toàn huyện Phong Điền đã tăng được 3 mô hình so với cùng kỳ, trong đó mặt trận cấp huyện 1 mô hình, các xã thị trấn 10 mô hình và các tổ chức thành viên mặt trận 12 mô hình hướng đến xây dựng nhà ở chăm lo cho hộ khó khăn, mô hình làm kinh tế, mô hình chống rác thải nhựa, thu gom rác thải, lắp đèn công cộng chiếu sáng và trồng chăm sóc cây xanh bảo vệ môi trường. Qua đó cho thấy cuộc vận động đi vào chiều sâu, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân, góp phần từng bước nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.